giường ngủ cho bé trai không chỉ bó hẹp cho những thiết kế cơ bản mà thường mang đầy tính sáng tạo. Đặc biệt, những bé trai chắc chắn sẽ yêu thích những mẫu thiết kế mạnh mẽ, được lấy ý tưởng từ những chiếc ô tô cực ngầu này. Vậy vậy mà trong video này thì blog nội thất đẹp sẽ giới thiệu đến bố mẹ top 10 mẫu giường ngủ ô tô cực ngầu cho bé trai nhà bạn nhé. 1. Mẫu giường ngủ ô tô cho bé trai số 1. Mẫu giường ngủ cho bé trai hình ô tô phân khối lớn siêu ngầu này sẽ tạo ra cho bé một không gian nghỉ ngơi, vui chơi đầy tiện nghi và sự phấn khởi cho bé mỗi khi trở về nhà. 2. Mẫu giường ngủ ô tô cho bé trai số 2. Tiếp tục là một mẫu giường ngủ cho bé trai cực ngầu với hình xe đua công thức M1 với những chi tiết được thiết kế tỉ mỉ, màu sơn đỏ bắt mắt. Mẫu giường ngủ ô tô cho bé trai này sẽ khiến cho căn phòng của bé trở nên sinh động và đầy cảm hứng. 3. Mẫu giường ngủ xe hơi phân phối cao cho bé trai là mẫu giường ngủ ô tô cho bé trai với thiết kế hình xe hơi phân phối cao sẽ đem lại sự hứng thú cho bé. Màu sắc bắt mắt sẽ làm cho không gian phòng ngủ của bé thêm hấp dẫn hơn. 4. Mẫu giường ngủ ô tô cho bé trai số 4. Không chỉ là một mẫu giường ngủ hình ô tô cực ngầu cho bé trai, mà cả căn phòng cũng được trang trí với phong cách thống nhất, cùng với chiếc xe hơi màu đỏ bắt mắt đặt giữa phòng. Không gian phòng ngủ sẽ là nơi lý tưởng để bé yêu nhà bạn thỏa sức vui chơi, phát triển trí tưởng tượng. 5. Mẫu giường ngủ ô tô cho bé trai thiết kế thông minh. Ngày nay, để đáp ứng được nhu cầu tiết kiệm diện tích phòng ngủ tối đa cho các bé trai, thì nhiều nhà thiết kế nội thất đã tạo ra những chiếc giường tầng thông minh vô cùng tiện dụng cho trẻ em. Bạn có thể chọn cho bé trai nhà mình chiếc giường ngủ ô tô có kết hợp phòng vệ sinh cá nhân, có cầu trượt hoặc là kiểu dấu giường như thế này. 6. Mẫu giường ngủ ô tô cho bé trai số 6. Với thiết kế độc đáo thể hiện sự thông minh và đa năng, mẫu giường ngủ ô tô cho bé trai này không chỉ dành riêng cho bé mà còn có thể cho ba mẹ ngủ chung hay cho cả những gia đình mà có hai anh em trai cùng ngủ chung một phòng. Màu xanh dương nổi bật, thiết kế theo hình ô tô, thể hiện sự mạnh mẽ, mẫu giường này chắc chắn sẽ được nhiều bé trai yêu thích. 7. Mẫu giường ngủ ô tô cho bé trai số 7. Với màu xanh chủ đạo là xanh và đỏ, chắc chắn các bé trai sẽ vô cùng thích thú với thiết kế đầy sáng tạo, bắt mắt. Cùng những chi tiết trên thân được thiết kế tỉ mỉ giống một chiếc xe thật. Ngoài ra bạn có thể thiết kế căn phòng bằng những hình vẽ đường đi của xe giúp căn phòng trở nên sống động hơn nha. 8. Mẫu giường ô tô thể thao 3D T6 Lamborghini cực ngầu cho bé trai. Chiếc giường ngủ cho bé trai này thì được thiết kế có hình dáng một chiếc ô tô thể thao, tạo ra sự hấp dẫn, thích thú cho bé khi được vui chơi và nghỉ ngơi trên chiếc giường của mình. Chiếc giường ô tô có gam màu trắng sữa kết hợp với đệm giường hình hoạt hình, tạo nên một sự nổi bật, độc đáo cho căn phòng. 9. Mẫu giường ô tô cho bé trai bọc da cao cấp. Điểm nổi bật của chiếc giường ngủ ô tô cho bé trai này chính là chất liệu của nó. Được bao bọc bởi chất liệu da cao cấp, chiếc giường ngủ ô tô cực ngầu cho bé trai này sẽ thể hiện đẳng cấp và sự quý phái, cũng như làm tăng thêm vẻ sang trọng, lịch lãm cho căn phòng. 10. Mẫu giường ngủ xe hơi cho bé trai kiểu tầng. Nếu gia đình bạn có nhiều hơn một bé trai, thì những chiếc giường tầng dạng xe hơi là lựa chọn rất ổn cho phòng ngủ riêng của các bé trai. Các mẫu giường tầng kiểu này thường có hình dạng của một chiếc xe buýt, xe tải hoặc là tàu hỏa. Chúng tôi dám chắc rằng không chỉ các bé mà nhiều bậc cha mẹ cũng sẽ phải siêu lòng trên những mẫu giường ngủ ô tô cho bé trai vô cùng sáng tạo này. Trên thị trường hiện nay thì có khá nhiều mẫu giường ngủ cho bé trai mà các phụ huynh có thể chọn mua. Đặc biệt là giường ngủ cho bé trai hình ô tô luôn là những lựa chọn hàng đầu. Không chỉ mang đến không gian phòng ngủ sáng tạo, đầy niềm vui thích cho bé, mà những mẫu giường ngủ thông minh này còn giúp tiết kiệm không gian tối đa cho những gia đình mà có con nhỏ tại các thành phố lớn. Với sự xuất hiện của giường xe hơi, trẻ em chắc chắn có không gian riêng của bé trai sẽ càng trở nên ấn tượng, độc đáo hơn rất nhiều. Hơn thế, các phụ huynh sẽ không phải mất thời gian đắn đo, suy nghĩ là nên hay không nên chọn giường ngủ nào cho bé trai của mình. Trên đây là top 10 mẫu giường ngủ ô tô cực ngầu cho bé trai mà blog nội thất đẹp muốn chia sẻ đến các bạn. Mong muốn bạn sẽ có thêm thật nhiều sự lựa chọn tốt hơn trong suốt quá trình mua sắm nội thất cho con mình nhé! Các bạn thấy video của blog nội thất đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé! Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share ủng hộ blog nội thất đẹp nha. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.